Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với MTV. Ok, hôm nay chúng ta đang ở Snack Cafe và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem video clip mà nguyên một ngày hôm nay mình đã phỏng vấn được rất là nhiều những bạn trẻ xem họ ăn mặn như thế nào tại Snack Cafe này. Đây là series How Much Is Your Outfit. Nào bây giờ thì chúng ta cùng xem. Today my outfit will range from round about $300 to $400. And I'm rocking Nike Off-White, Nike Air Force Ones, Super Dry, Hugo, Nike, and a clean bandana from a local market. Thank you so much. So this is a Viger jacket, 400K, bait bag, like $120. Jean 1 million from Waz. This is like $1,000. Off-White, Air Force Ones. Okay, thank you. Cái phòng này không nhớ em mua ở đâu nữa. Rồi cái áo khoác là em mua Closet. Dạ, cái này của Original Gangster. Yeah. Cái quần là The Brother và đôi giày là Sakai. Yeah, okay. Nike Sakai. Ok thì mình có thể biết giá từng món mà. Khoảng giá cũng được. Khoảng cái này khoảng 600 ạ. Dạ, áo trong khoảng áo trong khoảng 500, quần thì khoảng cũng 700. Giờ dạ thì theo giá thị trường á, chứ nó khoảng 13 tới 15 ạ. 13 15 triệu. Tất cả những món mình mặc ở đây hầu hết là những món mà mình pick up high hand thôi. Yeah. Như cái giáp này cũng là high hand. Yeah. Khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? 250.000. Yeah. Cái này khá là dễ thương. Yeah. Nó như kiểu công nhân vậy. Ở trong thì có một cái tank top nhưng nó là cái dạng long. Yeah. Nó dài nó như cái váy vậy. Yeah. Khá là dễ thương. Cái này mình mua có 100.000 nha. Wow. Mua lại của một người anh em khá là dễ thương. Quần short Adidas thôi. Short Adidas này là 350. Đối với Nike màu tím 100.000. Đôi giày là Converse One Star X với cả gộp quang. Có hình con ong ở đây dễ thương lắm. Đôi này khá là hiếm nhưng mà mình cũng pick up hai hen. 1.800.000. Wow. Ok. Ok, còn Snapback. Cái túi này mình được tặng mà thực sự không phải tặng, hình như là mua lại gì mình không có nhớ lắm. Yeah. 100 hay là 200 gì đó. Cái nón này là của Outgrip Việt Nam. Các bạn nhớ follow nha. Là tầm 800 đến 900. Dạ. Yeah. Cái áo này thì là của GBAK. Năm 2018 rồi. Yeah. Giờ em cũng không nhớ giá. Sau rồi em mới custom lại. Dạ dạ dạ. Cái này là cái áo của Anti Monday cũng phiên bản giới hạn luôn. Yeah. Em cũng không nhớ. Tầm giá như tầm 800-900. Dạ yeah, ok. Cái túi này là bạn tặng cho em. Dạ, yeah, của brand nào ấy vậy? Dạ, yeah, Birdie Bag. Birdie Bag. Dạ. Yeah. Bông cái bandana đây là của T-Rex. Bông tai là cũng của T-Rex luôn. Yeah. Mắt kính là của Bolong nha mọi người. Bông tai T-Rex thì tầm 1.3 triệu cho một cặp. Yeah. Khoảng. Yeah. Còn mắt kính Bolong là tầm 2 triệu sao? 2 triệu, 3 triệu. Dạ. Okay. Bandana là tầm 3 đến 400. Quần là quần Nova Brand nha mọi người. Yeah, mình mua phải bao nhiêu tiền? Dạ, 300. Cái áo này thì mình tự may. Yeah. Còn cái quần này thì mẫu là sắp ra mắt. Yeah. Với giá sản phẩm cỡ 650. Thì mình có thể biết brand không? Là cây Outer. Giày của mình hiện tại thì đang mang đôi Dr. Martin. Cỡ 4.5 triệu, lúc trước mình mua là 4.5 triệu. Còn bông tai thì mình mua ở tiệm bạc cũng không nhớ bao nhiêu nữa. Okay. Thì em có một cái nón này là em gọi là, đây là nón Grip Store. Em mua ở một Grip Store. Thật ra em cũng không nhớ đâu nữa, một cái hội chợ. Và cái banana này gần đây thì em mua của Bumble. Là một cái brand ở đây khoảng là 100.000. Cái này khoảng 170 hay là 170. Nón thì khoảng, em cũng không nhớ rõ giá nữa. Nhưng mà khoảng 100 tí chắc tầm đó. Dạ. Yeah. Với phía bên dưới này á, thì em có một cái áo ở trong. Áo Wet Acid thì đến từ Molly Claw. Áo này em mua cũng khá lâu rồi, em nhớ khoảng tầm bao nhiêu đó. Em nghĩ là tầm chắc tầm 400. Chắc tầm. Và đây là hoodie, thì đây là hoodie mà em tự may cho vừa người mình, kiểu như là vừa đồ rộng mà em thích, em muốn, thì em cảm thấy là nó sẽ fit với em hơn là những cái hoodie hiện tại. Và chất liệu là em được tự do chọn lựa luôn, thì mình sẽ phù hợp với con người mình hơn. Bây giờ tới với em, tới phần quần này luôn. Quần này cũng là em tự thiết kế, tự làm cho mình luôn. Và em đang định bán cho một số bạn, tại vì cũng có một số bạn hỏi trên Facebook em khá là nhiều, cho nên em đang định bán cái chiếc quần cargo band này. Em nghĩ là khoảng tầm 600 mấy. Thì em làm ở đây, chúng ta có là hai túi hai bên. Đây, hai túi hai bên. Biết bóc kẹt ở hai bên, cũng như là đầu gối. Đằng sau thì cũng có một cái túi hộp để mọi người tự điện đồ. Thì ở đây có thêm là một số dây rút nữa để mình có thể điều chỉnh form dáng theo quần theo ý mình. Chẳng hạn như là em muốn phần dưới là quần suông thì em sẽ gỡ dây rút ra. Và nếu mà mình em bó hơn thì mình có thể siết dây rút lại. Quần này đến từ brand của em, chắc đang định làm để mà để tải sức đam mê thôi. Có nghĩa là em tạo một brand nhỏ tên là Kelzer. Kelzer trên Facebook. Giày thì em xin giới thiệu đây là đôi Jordan Presto bản GS.
Dạ, hôm nay thì em được may mắn là ở đây có Nick Cafe nên em sẽ đi nó vào lần đầu tiên em đi là ở Nick Cafe này. Là đôi giày em thích nhất trong bộ sưu tập của mình. Nếu mà theo giá shop thì nó rơi vào khoảng tầm 500 đó chị. Dạ, ok. Dạ. Áo này mua tầm bao nhiêu? 400 mấy á, em không nhớ nữa, nhưng mà tầm đó đó. Cái quần này là 1 triệu mấy? 1 triệu mốt hay gì á? 1 triệu hay 1 triệu mốt á. Ừ. Đúng rồi. Giày là Off-White 4S. Jordan 4S. Chân em là chân nữ nên em mang giày nữ nên giá nó cũng giá nhiêu? Hình như là 24 triệu. Ừ, dây chuyền này là của Sài Gòn cái gì? Ờ đúng rồi, em mua cũng hơi lâu rồi mà em cũng nhớ nữa, nhưng mà tầm cũng mấy triệu á. À cái túi này cũng nhỏ này em mượn 17 triệu 500 thì phải. Hiện tại cái áo này thì mình được tặng nên là nó cũng tầm nằm trong giá chắc là dưới 5 triệu đó. Cả đó, túi này thì là mình mới mua được vài hôm. Túi này thì 19 triệu 990. Đây là MCM mọi người. Cái này mình mua lúc đó nó vừa về luôn. Dài thì tầm cỡ 10, chắc 13, 14 á. Đây, bộ móng tay là bằng móng thiệt, rẻ và sơn, 200 ngàn. Ở Thí Suri, quận 8 gần nhà mình mọi người à. Quảng cáo luôn. Vớ này thì 15 ngàn 2 đôi. À, những này thì dưới 1 triệu, mẹ cho. Rồi, còn những này mới mua 1 triệu 2 ở trong đây luôn. Đồng hồ này thì chôm của em, của nó, chôm của nó mấy năm rồi, đúng rồi, cũng tầm 3-4 triệu gì đó. Dây chuyền thì không nhớ, còn sợ này thì nhớ rõ nè, mua 150. Áo này em nghĩ là hồi nãy bán là 780 ngàn. À, còn cái áo này là em mua từ ngoài Hà Nội 300, với lại thêm cái quần nữa là 500 mấy á. Không có brand hả? Brand bò sữa. Bò sữa Baibu. À đúng rồi. Bu á. Okay. Vậy hơi dơ xíu chị ơi, vậy mua mấy chục à? Mấy trăm. Là sao? Vậy vậy này em quen của anh. Còn vợt đúng không? Không biết giá. Dạ. Dạ ok. Cái này là một cái bini em mua trên Shopee, em không biết nó bao nhiêu tiền. Thật ra em cũng không biết rành mấy cái này lắm, nhưng mà cái vest ở ngoài là của Namaste Mood of Silence. Ok. Đó là cái gì, Mood of Silence tiếng Anh nó là gì ta? Cái tâm trạng của sự im lặng á, cho nên là em nói rất là ít, em ít khi nào chịu nói lắm. Em không phải là cái gu người nói nhiều. Em không, ý là từ từ để em nói hết, nhưng mà ý là bữa nay em nhận giải em rất là vui và em cảm ơn mọi người, tại vì em còn được tặng mấy cái món quà rất là dễ thương nè. Cái này là của Impactcon nha các bạn. Bây giờ em có một cái túi The North Face, một cái quần corduroy em mua ở một cái chỗ cửa hàng bán mấy cái đồ mà xuất khẩu rồi đó, mấy cái đồ cho đàn ông mà kiểu bự con ở nước ngoài đó. Thì cái quần này em cũng không biết nó hãng gì nữa. Một cái bandana của tổ quạ Memory of Dragon, một cái cọng dây cái này em gọi là cái thẻ để cạo gió của em không biết nữa, nhưng mà của Memory of Dragon luôn, tôi nhớ Dragon. Lắc này mua trên Shopee hết. Dây đó là một đôi, nó là một đôi Nike đơn hai của nó là một cái đôi collab với lại hãng Red Rains gì đó, em không rõ nữa, nhưng mà cái màu này nó là một cái phối màu nhìn rất là Gucci, cho nên em mang vô thể hiện độ giàu có của em. Dù nó rất rẻ. À, áo trong hả? Áo này các bạn có thể mua 50 ngàn cho 3 triệu. Ok. Size to nhất nha các bạn, 8XL. Không, nãy giờ nói cái này 50 ngàn nè. Cái quần này chắc 250, 170. Đôi giày này thì mua của ông anh lại, ông cũng cho, nữa bán hết triệu mấy rồi. Okay. Áo trong 50, áo ngoài thì hiện tại đang có mặt ở trên tại Namaste. Thì cái này giá đó tầm 300-400 ngàn gì đó, mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà nó cũng rất là rẻ, mọi người có thể mua thử. Ok. À, cái bin này là 12 ngàn. Okay. 7 cái đủ thứ màu. Vòng cổ này em mua cái này với một cái combo này như là 200 mấy hay sao á, là cái này với cái này luôn. Áo mình đến từ DVRK và giá hình như tầm khoảng 500 tầm bao nhiêu đó, 540, 530, 550, 560, 550 gì đó. Yeah. Gì 800 hả? 590 hả? Ôi vậy là 600. Tầm khoảng 600. Quần của mình cũng tầm 500 mấy. Của Leader. Yeah, và giày thì Adidas 3 triệu. Okay. Yeah. Mắt kính của mình là bên Mason. Giá thì mình không nhớ lắm, tầm triệu mấy hình như vậy. Vé VIP. Đó cái giá vé VIP nha. Vé này có giá là pass bạn Juno. Ok, thì các bạn đã thấy hết được những bạn trẻ hôm nay chúng ta bận đồ và ăn bận rất là đẹp đúng không? Và cũng chia sẻ rất là nhiều ý kiến về quần áo này, thời trang này. Thì các bạn cảm thấy cái ý kiến của các bạn như thế nào, và có bạn nào thích những bạn ở trong video clip này, nhớ để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Like, share, subscribe MTV cũng như là nhấn cái chuông cái bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin của khi MTV ra clip mới nhé. Và bây giờ thì sayonara, mình phải đi vô xem kênh nhà.